Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Dạ sáng, không có đen lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói là duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, cô giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Thôi, có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa, có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, thật thà lắm. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Được. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa à, đi giống hăng hăng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá. Hở khoảng 40%. Trời ơi. Ủa nhiều quá anh. Vậy là quá nhiều. Quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc áo. Tăng lên chút thì hỏi 20 nữa anh. Ôi trời dạ. Ơi. Trời phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Vậy với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái. Bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó, yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị. Cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Tại chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Ba dạ. Đứa à? Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích người mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, 1m68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đừng đen quá, cao to. Cao có, to coi lỡ. Rồi gì nữa em? Em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là mặc cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ bạc đô chẳng hạn vậy. Xanh lẹ luôn. À là nổi chứ phải. Dạ. Em dùng từ ra sáng là màu trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán, tay chứ không có đâu. Dạ đúng rồi nè. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đưa đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi.
Tây giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại là ghi hình nên vậy á chị. À chứ bình thường tài lỏng không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo. Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Ờ, cái đó là phải gọi là lười yêu mà tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cào ráo đẹp trai lắm à. Kiên Giang mà xem sao. Ồ. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người, người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì... Nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa theo đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi, 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em đâu? Hả? Wow. Trời ơi. Mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là mình nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn men, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với anh không? Dạ, em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người, con có tổng cộng là 3 anh em, con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con, không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể cô bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con. Sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như là tán thành hết rồi đó. Giờ ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hãy kéo mặt có tình hình sao. Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7. Còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa con ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không phải, cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài thí dụ. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ, vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ, có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kính lịch. Là sáng thì khoảng 7 mấy 8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối nữa. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của rồi, anh hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó, là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở, đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị.
Làm chị đang hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Dài bữa tập không, có cố gắng, mình ghi nhận. Dạ. Có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em đi cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy nãy mặt giờ luôn nhìn á, chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn á. Trời ơi, đêm kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi, để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Anh cầm tay em được không? Để tạo niềm tin nữa mà. Bắt đầu nha. Trời đất ơi, gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh, thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình, thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân rồi lãng mạn, anh có sức khỏe, tôi khoái nhất câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi ha. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà con. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Xin chào anh Huyền Linh và Cát Tường. Đáng lẽ tôi bắt cổng xuống là tại anh có sức khỏe mà. Kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ có nhà. Sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền ấy. À. Một chút cảm xúc mà hay nha, hay nha. Ví dụ anh có nhà cửa, anh có tiền bạc, anh có sức khỏe là sao? Đúng đó. Đúng ha, chân thật á. Mấy ngày nay mấy ông ngân hàng ngồi bàn nhau rồi, cũng nói câu này rồi. À vậy hả? Bạn có sức khỏe có hết mà, sức khỏe là có tất cả mà. Anh nói hay đó chứ. Hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Hương, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào cùng quý vị khán giả, chào cô bạn hàng xóm ạ. Em tên là Vũ Văn Sáu, năm nay 33 tuổi, quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì em? Dạ, em làm bên ngành điện lạnh. Anh làm điện lạnh làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán, sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm đó. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa? Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư một tí, bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi. Dạ. Là mình cũng lớn rồi, thế anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À có vợ có nhà, dạ giá tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Dạ thì ý em nói là có vợ có nhà, thế là sau này em muốn để vợ mua nhà
rồi em là người trả tiền ấy. À, có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được hay vợ quá. Là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe tôi giật mình, tôi lo quá. Em cũng giật mình quá. Để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay, câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa. Hoặc là ngày trước em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu. Thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào này? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chịu trạng. Và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ đến người khác. Có điều gì tối kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt. Bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia, là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không ạ, em là con út trong gia đình. Có người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì đó. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay gì? Dạ thêu thùa hay là may vá nấu nướng thì cái gì? Cũng được ạ. Thêu thùa may vá làm luôn. Rồi rồi. Mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Sao không còn? Vợ mua nhà, mình trả tiền. Ừ. Mà thiêu thùa bếp núc mình làm luôn. Thiếu gì? Lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái đẻ thôi. Không, cái đó không phải, tức là cũng gia đình nhưng em phải phụ giúp thêm. Yeah. Những cái gì mà vợ mà mệt, mà vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vậy thì mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó. Chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát? Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng mà cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá được. Không giờ vậy không đó cưng. Anh có không? Anh có rồi thiêu thùa may vá rồi. Không có, trời ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa may vá, giặt quần áo cho vợ đó chứ. Bỏ giờ thử khó quá nhiều lắm anh ơi. Em đừng có nghĩ xấu đàn ông, qua coi đàn gái. Trời ơi, em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc? Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không, thì người ta làm những cái gì em cảm thấy, em nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Đúng rồi đó. Ở phụ nữ chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em nói anh đi sao anh không đứng lại. Đôi khi trách đàn ông sao anh không làm này cho em, không này kia. Ủa tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ, đúng vâng, không? Vâng. Được, cái này được, anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ, bạn em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, cho gặp chị ruột hả? Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi? Dạ vâng ạ. À, chào chị. Dạ em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu, bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Phải nhớ kỹ vụ này nha. Dạ. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên, chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền. Duyên nó duyên ngầm đó em. Dạ, duyên ngầm mà dữ hơn. Với lại là qua những cái lời mà anh chia sẻ thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây
chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em nằm chung công ty ạ. Rồi. Em chào anh Quyến Linh, chào chị Cát Tường, chào, chào vị khán giả. Dạ, em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà em thấy anh, em thấy chị gái bên này như thế nào? Dạ, em thấy chị rất dễ thương ạ. Phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ mà cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Thì sau này nếu như mà có ta có duyên, anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. Cảm ơn em. Anh thấy giống như là cái chuyện là anh ở Nhà Bè và đi lên quận 12 á, và anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì... Anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên anh muốn một người vợ mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. À vậy lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? À, anh từ thú thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Dạ, anh nhìn hai người anh nhận ra chị ai em chưa? Dạ nhận ra. Nếu mà hai người đứng chung là anh quay đưng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dạ được ạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu chúng ta kết thúc. Thì anh thì thật ra là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật lá vàng rơi xếp thành bốn chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái, em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn trong những tất cả. Rất nhiều bộ hồ sơ thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn, cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau. Thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều. Thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ và không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thấy được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi sao động tí là được rồi. Như vậy là nào. Tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay vào nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. 1 2 3. Rồi, rồi chúc mừng hai bạn nào. Dạo này vội quá, còn 1 với 2 cứ chưa đọc là đã bấm nút không à. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên, những chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gấu không gấu? Đây. Kỷ niệm đầu tiên, hay món quà đầu tiên mà anh ấy dành cho bạn sẽ còn nhiều cái giá trị khác nữa và tới nên hai người dẫn nhau đi mua nhà. Rồi. Mời hai bạn đi xem phim. Nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay nhé. Hãy đưa nhau đi suốt cuộc đời này.
Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mạnh của em đó là không thuốc, không uống rượu. Thì nếu của em đó là hơi trẻ con một tí, đồ phá phách tí. Em đã chết con và năng động. Một người mà em lương tư ở là phải trầm lặng mà lắm. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Mai Thị Kim Hoa, ở Đồng Nai và năm nay 24 tuổi. Em đang làm công việc gì? Em làm huấn luyện viên aerobic. Rồi, mời bạn gái bên kia. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hữu Luân, em sinh năm 1988, đến từ Hà Tĩnh. Công việc hiện tại là đang biểu diễn môn văn hóa nghệ thuật dân ca ví dặm. Và hiện tại thì em đang sống ở quận 12. Hôm nay em có thể mở màn một bài hát nào đó. Em xin hát đoạn trong bài Phụ Tử Tình Thâm ạ. Mời anh Linh với mọi người cùng nghe. Ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Oh. Hay quá. Hay quá. Bây giờ em hãy nói cho bạn gái mình kia biết những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là không thuốc, không uống rượu, quan tâm và chia sẻ. Để nếu của em đó là hơi trẻ con một tí, nó hơi nghịch ngợm, những kiểu phá phách tí. Không, vui mà, cuộc sống cần nên nghịch ngợm phá phách chút cho nó vui. Dạ. Không sao cả. Mình có thích một người đàn ông có một tính hơi trẻ con một chút xíu không? Em đã chết con và năng động. Một người mà em nương tựa là phải trầm lặng mà sâu lắng. Chết rồi. Phải trầm lặng và sâu lắng. Nhưng mà đó là mình mới nói thôi, cái đó là cái điều mình mong muốn thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái duyên nhiều khi mình phải nhìn thấy mặt mình mới biết được. Ai biết được, yêu ai... rồi. Đúng rồi, rắc đồ đi theo xem. Đúng anh rồi. Thấy anh sâu lắng không? Hát một bài dân ca nghe sâu lắng ghê không? Dạ, em thấy sâu rồi. Rất sâu luôn. Lắng lại tí nữa thì xem sao. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mình nói cho anh biết luôn. Điểm mạnh của em là cứ nhạc năng động em thích. Điểm yếu là giờ dây thung. Giờ dây thung rồi sao? Tới lớp trẻ hả? Nhưng mà dây thung có 5-10 phút mà. Nhưng mà em có thể phóng xe tốc độ. Hả? Thôi 7-7-7. Trời ơi, phóng xe tốc độ em cao. Em nói cho vui thôi. Em giờ dây thung có 5 phút thôi. Nhưng mà ý là đến lớp vẫn kịp. Nhưng mà về vấn đề tinh thần thì hơi vội vàng xíu. Đúng rồi. Tại sao mình biết khuyết điểm vậy mà mình không sửa? Thật đang cố gắng và đang hoàn thành được rồi. Rồi bây giờ một người thì ở quận 12. Em ở Đồng Nai là lúc nào? Đồng Nai em ở Gia Kiệm. Gia Kiệm. Quận 12 xuống Gia Kiệm. Bạn trai biết Gia Kiệm không em? Dạ không ạ. Em không hả? Thì biết tên đường rõ ràng cơ. Gia Kiệm là ở Đồng Nai chứ không phải đường Gia Kiệm. Anh lên Google search có hết nha. Ừ. Rồi nếu mà ở cách xa nhau vậy thì một tuần mình hẹn hò mình gặp nhau được mấy lần? Tùy vào bạn nữ thôi chứ còn đàn ông một khi đã yêu thì lãng mạn thì giờ nào cũng có thể tới. Đó, thấy chưa? Cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đủ không? 10 ngón đủ không? Vậy. Mối tình dài nhất là được bao lâu? Cứ 30 ngày là chưa tài. Có tìm hiểu nguyên nhân không? Có chứ. Nguyên nhân thứ nhất, em là một huấn luyện viên aerobic, nói em về chăn heo. Mà em không thích chăn heo. Em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay. Em trai em mốt em lấy vợ về em định cho vợ làm gì cưng? Chăn bò. Công việc thì em cũng không yêu cầu, bởi vì là bây giờ là thế hệ bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là sẽ tốt hơn. Đó dễ nhưng mà. Mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như anh nói phải chăn bò đó. Ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái anh nào lý do hay hơn nữa không? Có. Anh nào? Anh sao? Thứ hai. Anh thứ hai. Sao đẹp vậy? Trai, phong độ. Em rất thích. À. Nhưng cái việc mà đi ăn mà đến rồi tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một. Thì em đừng sau... có tính, em cứ ngồi đó em đó, đợi. Sau đó nói à, em ơi thôi em chạy cho anh nhất lần sau anh chạy. Đàn ông cái gì mà cứ tính tiền, lúc tính tiền đi toilet. Em phải đi toilet trước ảnh. Điều like. Tình trường của em trai thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình nữa.
2 mối tình. Thôi em 5 nhá. Dạ mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện đi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Em cần được chất phác, thật thà và cái đẹp em không cần lắm. Nhưng mà quan tâm đảm đang một tí thì khá tốt. Và em không thích là làm gì vấn đề bia rượu quá nhiều. Rượu bia em thì chớ hề em không uống. Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó. Thôi em chỉ nói với thôi chứ em có nói là phải như vậy đâu. 100% quá. Cần cái gì trong tính cách? Không cần đẹp trai đâu nha. Em lại không thích lăng nhăng. Bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba. Hả? Rồi sao? Chưa xong mà em 7 mối tình anh. Sắp ra mối tình, không mối tình. Mối tình thứ ba, chàng trai rất là yêu thương em. Nhưng biết em là... Ui, em nay đi dậy về mấy giờ? Chắc 8 rưỡi, 8 giờ 30. Là 20 giờ 30 tối ấy, khán giả. Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn. À, tới đúng giờ đó. Có bấm thời gian này sao ấy, hẹn giờ. Đến giờ, đến mua em xin tố, dán đi ăn chè. Một ngày đẹp trời, em đến con nhà con bạn thân. Em nói, ê mày khoe người yêu cho tao coi. Nó không chịu. Vô tình em cầm điện thoại nó, em selfie. Thì em với nhìn thấy mặt nó chả bá. Hai đứa chụp chung. Trời ơi, thằng bố mình mà. Rồi xong, hai nó yêu lén và không cho em biết. Chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được. Em... Thế thôi bỏ qua đi em. Tình yêu này mới giữ nè. Một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết 7 mối tình cho anh nghe nha. Tình yêu của em thú vị quá. Em toàn quen trai đẹp và hào hoa nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp. Người ta hết mình nhanh lắm, hết. À có nghĩa là xấu hơn mình đi ha. Cho nên thôi xấu hơn mình đi, xấu dễ xài. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào đám cưới hay là quen chơi nữa? Cưới phải dành tiền, phải đợi em dành tiền nữa chứ em đâu có nhờ gia đình mình để trai đâu. Hả? Cái gì sao? Tiền sao? Tại vì để em dành tiền nữa. Để dành tiền á dạ. Hả? Đâu có cần, bên nhà trai tao có tiền tao cưới được rồi. Phải một năm để yêu thì sẽ trải nghiệm hai bên làm sao chứ. Đám cưới thì thường khoảng tốn nhiêu tiền? Đơn giản thôi, mời quý cô học viên của em. Em rất là nhiều học viên đến 3 chi nhánh lần và 6 lớp. Và các học viên của em tham gia là được rồi. Nếu em muốn thì hôm đấy mình cho cái đám cưới của mình thành điểm bật luôn, nổi bật luôn cũng được, không sao. Anh chiều em được hết á. Rồi, lấy nhau về là định lập nghiệp ở đâu, ở đây hay là về lại ngoài kia? Dạ, quê. Nếu mà lấy nhau thì lập nghiệp ở đây luôn ạ. À, công việc của em hiện giờ có ổn định không? Hiện tại thì là em đang đi về dân ca Ví Dặm, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có kinh doanh. Dạ. Kinh doanh gì em? Em kinh doanh ở online thôi ạ. Vậy mình cùng kinh doanh nhá. Em xin giới thiệu, em cũng kinh doanh luôn ạ. Ai ăn như là bánh bông lan liên hệ em, bột lọc liên hệ em. Và còn nữa nhưng mà em... bên đây mua bán heo được không? Có. Gì? Heo á? Ừ. Heo để suy nghĩ lại. Em để đồ ăn thôi ạ, đồ ăn thức uống, đồ mặc và mũ bảo hiểm này. Chị em ơi, mũ này tốt lắm nha, đồ kính đó nè. Lên đây bán hàng hay lên đây kiếm chồng thì không biết nữa. Rồi em kinh doanh gì? Em online. Dạ em bánh giày dép. Mang giày đẹp quá ha, giày dép nam hay nữ? Dạ nam không ạ. Dạ nam không à hả? Dạ. Rồi ok, quá đẹp luôn. Chị thấy cặp này đẹp đôi đó, coi được thì cô gả đi chứ tôi cũng mệt con này lắm rồi. Trời ơi. Em cười cái giọng này anh sợ em không? Không, anh đã nhìn đâu anh sợ, nhưng mà anh thấy cái sự thích, cái sự mộc mạc của lời nói em. Đúng rồi, thì mị thì coi. Anh qua anh kiểm tra mà đàn gái coi sao thấy nó hơi sao sao đâu hết. Sao cái coi nha. Ai còn nhớ em không? Có mua áo bảo hiểm của cậu hả? Anh với em gặp nhau rồi à? Kiếp trước mình có gặp ta. Trời ơi. Lúc trước hình như anh cũng đang nuôi heo gặp em đúng không? Không có nuôi heo. À nhớ chưa? Ủa tóc em nhuộm hay là nó tự nhiên vậy? Tí nữa cho anh biết. Thấy đàn gái cũng lạ đấy em. Lạ. Đọc lại sóc kiếm đâu ra em. Thôi được đó. Thế thì coi hiền mày không? Có cô vợ này về chắc cũng vui sớm vui lạc lắm đó. Quá vui luôn. Anh khoái cái vụ này rồi đó. Mà hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái và bà chị. Xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cách Tường. Chào anh và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. À. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen, có nhiều anh theo đuổi.
Nhưng vì tính chất công việc của chị ấy không có dành thời gian cho đối phương nhiều, cho nên mối tình của chị không đi đến. Anh thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ. Tính của anh cũng hiền và vui vẻ, đặc biệt là anh hết hay nữa. Chị của con thì cũng rất vui tính. Con thấy anh bên đây rất là hợp với chị của con ạ. Con ơi, nhưng mà bình thường chị con có vậy không? Lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần? Dạ, chị con rất là vui tính. Lúc nào cũng vậy hết hả con? Dạ. Chà, cũng hơi gió rồi cũng vui vậy đó hả? Đến lúc chị đi đường ấy, trời mưa to mà hết xăng ấy, thì chị cũng đứng bên đường ấy, chị xin người ta giúp đỡ. Nhưng mà chị, tính của chị bộc lộ cách vui vẻ, nhiều người cũng đến giúp lắm ạ. Con nhận hai chị em khác xa nhau. Rồi, cảm ơn con nhiều. Hôm nay bạn trai đi với ai nè? Em đi với đó là chị ạ. Chứ điện đây đông thật là đông, chào bên nam thì mật lòng bên nữ, mà chào quân tử thì lồi đào thuyền quyên. Chứ muốn cho đẹp cả đôi bên, cho tôi chào chúng một tiếng kẻo chào riêng bạn buồn. Wow. Quá là ấn tượng luôn. Luân ơi và con ơi, hai con á, họ thấy rất hợp nhau, hợp cả tính cách và hợp cả con người. Họ chịu, các con hãy bấm cho nhau. Hay quá rồi. Vâng ạ, con gửi lời cảm ơn ạ. Rồi, coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi. Nhưng quan trọng là hai em nha không? Mở rào. Quay gặp đi em. Đó. Đây là bốn cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luân giữ mãi không dám ăn nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng ăn nó nổi hiểm. Độ an toàn mà anh chất lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Khi nào đua với em ha? À, đua không phải, không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì có, anh nghĩ là. Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử đội xe em. Hả? Vừa không chứ? Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó, hợp với em đó. Đây đội cho. Còn em gái ăn kẹo đi chứ chừng hết đáp đó. Không có anh ơi, kẹo mới. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi, giống xe ôm. Sao nó hợp dữ vậy trời. Rồi, một bên là có mũ an toàn, một bên là ăn kẹo. Kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha. Đi Hàn Quốc có tay 3-4 năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được. Thì em ăn một mình sâu đăng chứ. Rồi, bây giờ trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng em phải biểu diễn aerobic để có thể giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai sắp quen như thế nào nha. Được không? Rumba Kid. Hả? Em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba Kid. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba Kid thiếu nhi. Nhảy. Music. Lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn rồi. Lấy luôn. Đi về. Đi luôn cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi, đi say xe. Trời ơi. Mình gặp anh mà em phải mất hai cái bọc ói đấy. Trời ơi. Ói mà cũng kể vô đây nữa. Em lên nhìn anh xem rồi thế nào rồi. Phong cách anh em thật đấy. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em vui tính hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào.
Một người chồng tự của em yêu cầu những cái gì? Em tăng động và năng động rồi ấy, thì em cần là luôn biết quan tâm và yêu cho công việc của em. Không cả, ở nhiều lúc tối nay em có cài dậy, em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Không đi toilet đúng không? Anh nghe vậy nãy hả? Đó, hình như anh nghe hết á. Có cái sao mà anh cũng nghe thấy đúng không? Ừ, anh nghe hết luôn á. Anh này lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố. Nhưng mà đó, anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố nè. Ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai mà nói cái gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nói cao càng cao càng thích, nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. Nhưng mà cứ song kiếm hợp ít là được. Em bảo ok à. Ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp được nhau một lần thì em có buồn không, rồi có chịu được không? Đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau. Chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết. À, anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Trước kia có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm. À. Biết chốc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic trong ba kíp em còn làm một vận động viên thể hình. Nói vận động viên thì cũng chưa đúng mấy, nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Úi trời ơi, chuột nào là chuột à. Em thử thôi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ... Em làm gì nữa? Sẽ... Bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? À, đỡ anh với. Hả? Có té ngửa là sao không? Đâu, anh đâu có ngửa, để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy mị của em nó cũng có. Nhưng bộ tóc này là... Dạ. Con trai mà, thích phụ nữ bề ngoài. Ô, cô đẹp, chị đẹp, thích, ngắm, nhìn. Bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi. Ok. Tay lớn hơn người đi nào. Và cái này người là gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nữa thì thôi rồi, ngon luôn. Music. Rồi nha, khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu. Đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm, tóc thật của em như thế này luôn, suốt ngày 360 thẻ tim búng tim cho người ta không à, ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sao sống ảo, sao khít mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc luôn, sau đó em lột tóc xác đi. Em giờ em lột xác đi tóc đen nha mọi người. Ồ, có nhà kia, em thích nhà, mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Vấn đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn nó thấy sao. Đâu có gì đâu, anh bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Nhưng mà giờ em còn thích con trai không? Hả? Trai đẹp là thích à. Thích mà anh. Em không có anh như vậy đâu, anh đừng có nghĩ ai à, trời ơi tội nghiệp em. Bình tĩnh em, bình tĩnh, hít thở sâu, phát biểu cảm xúc. Có đôi khi anh hơi sắp một xíu. Dễ thương mà đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của Lý Đức rồi mà em thì
nhìn hơi ngợp tí. Đấy là một cái mà nhỏ nhỏ em đến đó thôi. Bởi vì á, con người mình mà một khi mà thay đổi một chút, nó làm ảnh hưởng nhiều người. Khi mà mình thay đổi, mình đã yêu người bạn gái mình rồi, có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề, mình luôn ủng hộ là được. Còn vấn đề tóc tai đó, đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi. Khi mà em cắt tóc là hết yêu em liền. Không, em vẫn dễ thương đấy. Nói gì nói, cô gái này có nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó. Em đã từng nói mà với em không tự tin, nhưng mà với cái đầu óc của em, nếu như có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đi đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo. Về vấn đề kinh doanh, em dư sức cho cái người cái gia đình của mình sống không phải là giàu hay tỷ phú gì hết, nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi, là em làm được. Nhưng mà do em phải gọi là dẫn cổ đi thôi, chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó. Em thì sợ là cô bạn ấy đưa em đi ấy. Còn đỡ chứ em mà bác ăn lên vai chị trời ơi. Thế chứ em bị đưa bác còn bác được. Chết rồi. Em trai có gia trưởng không? Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó. Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự tìm hiểu và tôn trọng, chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất cần, nó khác nhau. Bạn gái có sợ gia trưởng không? Cháu có chứ. Em cũng quen nói chung là nhiều bạn lắm tính gia trưởng. Nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt, mà vừa thôi, đừng có quá. 60% cũng ok, được 100% là em chạy rồi. Rồi, hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình. Ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự là thật tâm, nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí. Nói em trẻ con, nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui. Nhưng mà đây trẻ con là trẻ con, thực sự trẻ con. Nên em thấy là bạn ấy thực sự là trẻ con, tuy là không có sâu thẳm về cái cách ấy, nhưng mà thực sự là trẻ con. Còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em phải thích tóc dài hơn, nhưng mà tự nhiên bạn ấy cổi ra, bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí. Nhưng mà để em từ từ em lắng xuống cái đã rồi. Trước giờ em toàn quen những anh to cao đẹp trai sau múi, nói chung là nhưng không hợp. Để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình, chứ không phải lên đây để chơi để vui cho mọi người cười đâu. Cũng muốn được yêu như người ta chứ. Valentine mà không có một bông hoa. Ý là lên tìm để làm Valentine được không? Không phải, ý là mình thấy ghen tị, mình ghen tị bản thân của mình. Tại sao đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy? Alo cô ơi, em đi chơi người yêu. Alo cô ơi, em đi bán bông. Trời ơi, mình thì đến phòng tập không có một bóng học viên nào hết. Thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi. Thì quyết định là cứ Valentine là em ra đường em bán bông với bóng bóng mà. Bởi vì sao? Mình là FA mà. Valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Tìm mày đọc á. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, kỳ ta. Mời em. Tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em. Em cần một cái gì đó thùy mị hơn, nhẹ nhàng hơn. Và bạn ấy thiên về cái thể hình, cho nên là em cái tâm hồn của em không cảm giác không có hợp. Mà gái rất là dễ thương. Dạ em biết. Nói bạn gì ấy nói dễ chứ thương. Thật sự á, anh nhìn cô ấy rất là nữ tính. Nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha. Dạ. Một người luôn luôn đem niềm vui cho mọi người, nhưng mà trong sâu thẳm của gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ. Nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình, tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa Valentine. Không, Valentine em sẽ đi bán bông tiếp. Thì sẽ có người đi bán bông cùng em. Nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi, thông cảm và hiểu. Như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Yeah. Thì tôi xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Cảm ơn nha. Anh cảm giác có một chút gì đó rất cảm động với cô gái. Chúc cô gái sẽ gặp nhiều may mắn trên cái con đường hạnh phúc của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hy vọng là cặp đôi số 2 sẽ bấm nút. Xin thưa là em được một mối tình chia tay cũng được là 6 năm, tổng cộng là em biết nhau 11 năm. Em thì cũng đam mê công việc cho nên yêu đương rất là nhạt nhòa.
Em mới trải qua một mối tình cách đây 4 năm. Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý khá xa. Mời bạn trai. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài trên truyền hình. Em tên là Thân Hữu Hạnh, sinh năm 1985, từ khi sinh ra và lớn lên là tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 11. Nơi làm việc là tại Ủy ban dân phường 13, quận 11. Công tác hiện tại là văn phòng. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi, quê ở Lâm Đồng, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh ở Novaland. À, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em cũng khá là chịu khó, năng động, tự tin. Khuyết điểm của em là cũng hơi cả nể một chút. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là cầu toàn, năng động, sáng tạo, có chút thẩm mỹ. Khuyết điểm cũng cầu toàn luôn. Muốn xong việc cho nên là đôi khi cũng ôm đờm công việc, tự mình ôm đờm rồi làm không nổi, nhưng mà cũng làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. À, dạ. Hôm nay bạn đến đây bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là một bạn nữ dễ nhìn, cũng không cao quá, cũng không thấp quá, khoảng chừng 1m54-55 được rồi. Ừ. Tương đối vừa với em. Người phụ nữ nói vui chút xíu thì là tự nhiên. Trắng thì cũng không cần trắng quá, da ngâm cũng được. Nói chung cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thích tự nhiên hơn. Dạ. Nếu mà nói là ở phụ nữ thì em thật sự rất là tự nhiên, rất là hay để mặt mộc, rất là ít trang điểm. Người cũng rất là giản dị. Nói chung là người của gia đình. Em thì có khả năng nấu ăn, chăm sóc gia đình. Em nghĩ là tốt. Nhưng mà em thích người đàn ông như thế nào? Em thích người đàn ông là có tính trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành, biết lo, biết nghĩ cho gia đình và chung thủy. Ừ. Anh này anh có hết tất cả mọi thứ á, nãy giờ anh còn ôm đờm nhiều việc nữa đó. Nói chung là việc gia đình thì nấu ăn hay là làm gì việc gia đình em cũng làm được hết. À, vậy là tốt rồi. Thế còn tình trường, hai bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em gái. Em thì cũng đam mê công việc cho nên cũng yêu đương rất là nhạt nhòa. Em mới trải qua một mối tình cách đây 4 năm thôi. Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý khá xa. Dạ. Nhưng bây giờ thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cũng định lập nghiệp ở đây luôn đúng không em? Vâng ạ, em ở Sài Gòn. Quá Sài tốt Gòn. Rồi. Bạn trai, tình trường của mình thì sao? Em cũng xin thưa là em được một mối tình cũng được 6 năm. Thì tụi em cũng dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà do khoảng cách địa lý quá xa, bị một số cái vấn đề tác động cho nên tụi em chia tay. Là tổng cộng tụi em biết nhau 11 năm. 11 năm, tức là mối tình cũng rất là sâu động. Đó cũng đã có gia đình rồi thì em cũng nghĩ mình cũng nên chọn cho mình một cái bạn nữ chu đáo, cầu toàn, rồi biết lắng nghe, chia sẻ. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Đó là người đàn ông quá là kỳ bo với lại gia trưởng. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao giờ em sẽ có thể được? Tuổi của em cũng ổn định rồi, chỉ cần tìm hiểu thấy hợp lý thì thời gian không phải là vấn đề. Em có cần thiết ngoại hình rồi như thế nào không? Em không yêu cầu cao lắm, nhưng mà cao từ 1m65 trở lên. Ngoại hình dễ nhìn thôi. Ok. Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Dạ, chị xinh hơn trong TV. Cảm ơn em. Dạ. Hai người này cười coi. Ý. Trời ơi, sao giống nhau dữ vậy? Cùng một bên luôn. Hai cái đăng khởi. Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Thì mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì sớm lắm rồi em sẽ dự định là 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi nếu mà xa hơn nữa thì 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Hoặc là xa hơn nữa thì ngày này năm sau. Là có định 3 cái mốc ngày trong năm đúng không? Chị thấy cặp này xứng đôi rồi đó. Ô, chào cô gái. Dạ. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Lăng nhăng hoặc là gia trưởng quá. Em thấy cuộc sống này cái gì cũng cần sự chia sẻ, cần cái sự đồng thuận, đồng lòng, chứ đừng một người quyết thì không hay lắm. Anh thấy hai người là về tư tưởng, về tất cả mọi thứ nó cũng ổn định, hợp nhau đó. Dạ. Bên đây là một cô gái đúng ý chàng trai bên kia luôn. Rất là giản dị, tự nhiên. Quan trọng là tự nhiên nha em trai. Rồi bây giờ mình có đi với người thân, mình xin thêm ý kiến người thân nè. Em gái đi với ai? Em đi với hai em đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay ạ. Em là đồng nghiệp của chị Thảo. Chị Thảo là một người con gái rất là hiền, dễ thương lắm, rất là nhiệt tình. Mấy người tên Thảo ai cũng dễ thương lắm. Em thấy anh bên đây hiền lành, có trách nhiệm, chững chạc. Em thì em thấy là anh chị rất là dễ thương, xứng đôi á. Anh chị nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em.
Bạn trai đi với ai em? Dạ em đi với một người bạn đồng nghiệp. Rồi chào dạ. Bạn tôi xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Thì tôi là vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đồng hành với bạn Hạnh đây là cũng 17-18 năm rồi. Nhận xét cá nhân tôi á thì tôi cảm nhận được á là bạn gái bạn Thảo đây rất là hợp với bạn Hạnh. Thảo yên tâm là bạn Hạnh có đủ các đức tính bạn nói. Thứ nhất là chung thủy, cái thứ hai là bạn rất là trách nhiệm với gia đình. Thì tôi cũng hy vọng qua chương trình này hai bạn sẽ tìm được đến nhau. Bạn xin hết. Bây giờ quan trọng là hai ánh mắt nhìn nhau đó, những con tim có cùng chung nhịp đập hay không nha. Mở cửa rào. Cái gì mà mèo kinh tế, mèo hòa giải là cái gì? Em cảm ơn anh, em gửi anh ạ. À, cảm ơn. Dạ. Anh xin tặng em hai món quà. Sao nhiều vậy em? Em mở ra đi. Mở luôn anh. Mở ra đi. May quá không phải mèo sống. Dạ, em cảm ơn anh, rất là dễ thương. Em trai nói ý nghĩa dạ. Cái món quà là gửi hai món quà. Đó là hai con mèo hòa giải với mèo kinh tế. Thì mèo kinh tế thì em để trong cái hộp nhỏ là bổn phận của người nam thì nghĩ là chắc là sẽ gánh vác cái công việc của gia đình. Mèo hòa giải thì là em để cho của người phụ nữ là nó to hơn. Lý do là mình có tất cả nhưng mà trái tim của người mình yêu không có thì mình cũng khó mà thành đạt được mọi thứ. Thì mình nghĩ là như vậy. Em cảm ơn, em sẽ cố gắng. Dạ. Bạn ngồi đi. Dạ. Ngày gặp em anh thấy mình may mắn, ngọn lửa tình đã được cháy trong anh. Sau bao ngày trái tim anh nguội lạnh, em đến bên đời thắp lại lửa tình anh. Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành, không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối. Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối, nụ cười này luôn mãi nguyện trên môi. Thảo ơi xin cho anh mượn bờ vai, tựa gầu gục gã vì sung sướng quá. Thảo ơi cho anh mượn nụ hôn, mượn rồi không trả đừng đòi nữa nhé. Em cảm ơn anh. Ủa nó nghe nè, bây giờ em đọc vậy em thấy cái người nó có hợp trong cái thơ của em không? Hợp là hôn mà hả không anh? Tại vì nãy mượn nụ hôn đừng trả nữa. Thôi dễ thương quá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay của hai bạn nha. Nào cảm nhận về nhau đi. Em thấy anh rất là sâu sắc và cũng rất là tình cảm. Vậy cái nãy giờ anh nói về em á thì nãy giờ chắc anh cũng nói nhiều rồi. Yeah. Cái tính cách, cái chia sẻ của em, cái ngoại hình thì anh rất là hài lòng, anh rất là thích. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng hài lòng về anh. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hài lòng thì em cho anh một cái cơ hội để anh chạm vào cái cuộc sống riêng tư của em một chút thì để mình tìm hiểu. Dạ. Sau đó nếu mà mình may mắn nữa thì mình tiến tới bước 2, có nghĩa là hãy là của nhau. Cảm ơn dạ. Em. Dạ, em cũng đồng suy nghĩ với anh. Dạ, cảm ơn. Cái cặp này hình như là biết nhau từ bao giờ luôn ta. Hình như có duyên từ bao giờ luôn á. Nay mình mới học được một từ là chạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Em có đồng ý anh ấy chạm vào cuộc sống riêng tư của em không? Dạ có. Có ha, anh bấm giùm luôn ta. Trời cười cũng giống nhau đúng không ơi? Đó, mà hai cái răng khểnh kìa. Để ý luôn á. Thôi kỳ này hai MC bấm luôn giùm được không? Dạ được. Thôi, được không em gái? Dạ được. Trời ơi được luôn hả? Đếm 1, 2, 3 thì tự bấm luôn. 1, 2, 3 bấm. Đó. Rồi, được rồi. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Đây, các bạn thấy hợp không? Đây, hiểu về trái tim. Hai bạn hình như đã hiểu nhau lắm rồi. Cảm ơn. Nãy gì đó, mượn tạm nụ hôn gì đó, mượn thiệt luôn đi. Mượn rồi không trả. Đừng đòi nữa nhé. Ừ, đó, rồi. Trời, dễ thương. Rồi, đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn. Cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Được đón chào các bạn. Dạ, cảm ơn. Em cảm ơn anh chị. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Nào, hãy nắm tay đi về phường luôn. À, mời các bạn đưa hết bạn trai đúng rồi. Chỉ em chỉ việc nắm tay thôi. Không thấy được.
Dễ thương quý vị. Trong cuộc sống đôi khi họ chưa bao giờ gặp nhau lần nào cả. Trong giấc mơ họ cũng không thể thấy nhau được. Nhưng trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, họ đã gặp nhau. Và gặp nhau một lần sẽ đi đến hôn nhân. Và do cặp đầu tiên đã không có bấm nút hẹn hò, cho nên một phần quà đó là một chiếc máy nước nóng hiệu Senton và Atlantis sẽ thuộc về quý vị khán giả khi quý vị khán giả tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua trang fanpage. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Cảm ơn quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Mọi người nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Nhưng mà chắc phải để nhiều cái vui. Anh có bệnh dị người không anh? Bệnh gì em? Việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ, nói chung là cơ bản là làm được. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít, nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.